Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 8 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 âm lịch, ngày Tân Mão, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Mão, Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi thành Mộc Cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi dễ trúng lộc lớn trong ngày thứ 6 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 8 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tình hình khiến cho người tuổi Tý có trạng thái tâm lý tiêu cực. Bạn thường nghĩ xấu cho người khác nên không muốn hợp tác làm việc, khiến cho công việc tiến triển một cách khó khăn và chậm chạp. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân hạ cái tôi của mình xuống một chút, đừng nên tự cho rằng mình là người đứng đầu thiên hạ. Nếu cứ tiếp tục cư xử thế này thì bạn dễ đẩy bản thân vào cảnh bị cô lập, không ai muốn tiếp xúc hay là giúp đỡ bạn. Thủy sinh mộc, may mắn là bạn có một gia đình yên ấm nơi mọi người có thể thấu hiểu và cảm thông cho những quyết định của bạn. Hãy tâm sự với mọi người nhiều hơn để có thể tìm ra hướng khắc phục cũng như giải quyết được các vấn đề. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, không nên kiêu ngạo, tự coi mình là nhất. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, nên lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, không nên mâu thuẫn với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của người nhà. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, mộc khắc thổ, người tuổi Sửu không gặp được nhiều điều thuận lợi trên phương diện xã giao. Tốt nhất trong ngày hôm nay, bạn cần đề phòng những người nịnh hót, cố tình tiếp cận mình. Đó có thể là những kẻ tiểu nhân mang ý đồ xấu, muốn hãm hại bạn. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng có vẻ khá lạnh nhạt. Hai người, ai làm việc của người nấy, chưa ít quan tâm đến nhau. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội mà chen chân vào. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 8 âm lịch, nhân thân ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ vào trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, chú ý khi kết giao với người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, cần đề phòng kẻ xấu cố tình tiếp cận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, tập trung vào nhiệm vụ của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt, ít quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên hâm nóng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày, tam hội giúp sức, người tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy khiêm tốn lắng nghe đối phương, bạn có thể nhận ra nhiều điều hay giúp ích cho sự nghiệp tương lai của mình. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể nhân cơ hội để ký kết hợp đồng với đối tác. Khi đã nắm rõ tất cả các điều khoản, đôi bên sẽ hợp tác ăn ý, tránh được nhiều mâu thuẫn và hướng tới mục tiêu chung là kiếm về bộ tiền. Trong ngày mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc là bị thương ở tay chân. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng nên vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nhận được sự yêu mến của người khác. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hãy mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, thích hợp để ký kết hợp đồng với đối tác. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nên chú ý vận động hợp lý hơn. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ,
Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên tài sẽ đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mão. Người chăm chỉ với công việc làm thêm sẽ nhận được sự tin tưởng của đối tác, đem về khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn sẽ có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, bạn chưa nên chi tiêu khoản tiền này một cách bừa bãi cho những sở thích hoặc là nhu cầu nhất thời. Tốt nhất, hãy nghĩ đến việc đầu tư hoặc là gửi tiết kiệm giúp cho tiền đẻ ra tiền. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính bắc, phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng tài phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều hay dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tình hình tài chính phát triển tích cực. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, nhận được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, mở rộng quan hệ làm ăn với đối tác. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, không nên sử dụng tiền bạc, tốn kém. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy có cách đầu tư hợp lý cho tương lai. Con số may mắn 6, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày, cục diện tương hại cản trở con đường phát triển của người tuổi Thìn. Bạn thường phải chịu sự ganh ghét, cạnh tranh của người khác nên kế hoạch khó mà có thể tiến triển suôn sẻ được như ý muốn. Những lúc rơi vào hoàn cảnh như vậy thì bạn cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh vì nóng này cũng chỉ khiến cho mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi. Hãy tập trung vào nhiệm vụ để có thể làm tốt nhiệm vụ được giao, kết quả cuối cùng sẽ khiến cho không ai bắt bẻ được bạn. Mộc khắc thổ, chuyện gia đình cũng đem lại nhiều nỗi buồn cho con giáp này. Dường như bạn không nhận được sự thấu hiểu của người thân nên làm gì cũng dễ bị phản đối. Đôi khi bạn phải tìm sự đồng cảm và cổ vũ từ những người bên ngoài. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, quan hệ với gia đình lạnh nhạt. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, chịu sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy bình tĩnh đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Con số may mắn 9, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Mộc sinh hỏa là dấu hiệu tốt lành trên phương diện xã giao của người tuổi Tỵ. Bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trên phương diện sự nghiệp. Người độc thân cũng sẽ nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác giới. Hôm nay, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Vì thế, hãy mở lòng trò chuyện với đối phương, có thể đó chính là người mà bạn chờ đợi bấy lâu. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc được thêm phần thuận lợi. Hôm nay, cả hỷ thần và tài thần đều sẽ xuất hiện ở hướng Tây Nam. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hãy mở lòng trò chuyện với người khác. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, dưới ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Ngọ cần hạn chế hợp tác, làm ăn trong ngày hôm nay bởi có thể kẻ tiêu nhân đã giăng bẫy sẵn, chỉ đợi bạn nhảy vào mà thôi. Tốt nhất, bạn hãy tiếp tục triển khai những dự án quen thuộc từ trước. Bạn cũng nên cẩn trọng hơn trước những lời rủ rê hay lôi kéo đầu tư của những kẻ mình không thực sự hiểu rõ. Nếu có tiền thì bạn nên cầm chắc trong tay hoặc đầu tư vào những mối chắc chắn, đáng tin cậy. Nếu không, dễ bị lừa gạt mà rơi vào cảnh trắng tay. Mộc sinh hỏa, bản mệnh được sống trong một ngôi nhà yên bình, các thành viên luôn quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Người thân cũng chỉ là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Dù gặp khó khăn thì bạn vẫn cảm thấy tràn đầy quyết tâm. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tiếp tục với những công việc quen thuộc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, cẩn thận kẻ xấu giăng bẫy hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, chớ nên đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng. Tử vi tuổi Canh Ngọ,
Thổ, vợ chồng luôn tôn trọng và quan tâm nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, gia đình chính là động lực cố gắng của bạn. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi hôm nay, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp. Vì thế mà bạn đi đến đâu thì bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ, chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn. Bạn có thể tận dụng ngày hôm nay để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn. Nếu còn điều gì băn khoăn thì bạn cũng nên nhanh chóng hỏi xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Mộc khắc thổ, tuy nhiên sẽ có những rắc rối khá lớn xuất hiện trong chuyện tình cảm gia đình của bản mệnh. Các thành viên chưa đủ hiểu và tin tưởng nhau, thay vào đó lại tin vào lời bàn tán của người ngoài, khiến cho mâu thuẫn dễ bùng nổ. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, tự tin vào bản thân, có thể gặt hái được thành công. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, nên bắt đầu công việc ngay trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy hỏi ý kiến của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nên tin tưởng hơn vào người thân của mình. Con số may mắn 9, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, kiếp tài cản lối, người tuổi Thân bướng bỉnh, giữ mãi những quan điểm và suy nghĩ cố hữu của mình. Cứ tiếp tục như vậy thì bạn sẽ tự đẩy bản thân vào ngõ cụt. Bạn cần phải học cách quan sát vấn đề đa chiều hơn, không nên đi mãi theo một lối mòn. Người làm lãnh đạo thì cần có thái độ đối xử công tư phân minh với cấp dưới của mình, không nên bên vực một bên và cố tình gây khó dễ cho bên còn lại. Thái độ công bằng mới có thể giúp cho công ty hay đơn vị phát triển, không đánh mất người tài. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bế là ngày xấu mọi việc, trừ đắp đê lấp hố rãnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy thì mới có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, không nên giữ những quan điểm bảo thủ. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, duy trì quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hay đối xử công bằng với mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, không nên tiến hành các việc quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, các mối quan hệ dễ gặp trục trặc. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày nhận thấy dưới ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Dậu dễ xảy ra mâu thuẫn hay xung đột với mọi người xung quanh. Bạn quá đề cao cá nhân và tìm cách hạ thấp người khác, khiến cho ai cũng cảm thấy bức xúc, không hài lòng. Còn giáp này, cần chú ý hơn đến cách hành xử của bản thân, nếu không bạn dễ đánh mất các mối quan hệ đã tốn công gây dựng. Khi chỉ còn lại một mình, bạn làm việc gì cũng sẽ khó khăn, bạn sẽ nhận ra mình chẳng hề tài giỏi như tưởng tượng. Kim khắc mộc, mỗi khi bạn và nửa kia cãi cọ, bản mệnh cần phải bình tĩnh để đánh giá lại vấn đề. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy khó chấp nhận hiện thực, nhưng khi đã suy nghĩ kỹ và đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận thì bạn sẽ thấy mọi chuyện khác đi rất nhiều. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, trở nên chủ quan, kiêu ngạo khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, trở nên hạ thấp quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, dễ đánh mất các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, sau mỗi hiểu lầm, đôi bên sẽ hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hãy bình tĩnh để phân tích vấn đề. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, nhờ có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy mà bạn sẽ cảm thấy tin tưởng hơn vào quyết định của mình. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Lãnh đạo có thể trao cho bạn những cơ hội để bạn khẳng định vị thế của bản thân. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, tiềm năng của bạn sẽ còn giúp bạn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, Mộc khắc thổ khuyên bạn rằng nếu tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Bạn nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện phía trước.
Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, tin tưởng hơn vào quyết định của bản thân. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, giải quyết các công việc một cách thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, hãy dũng cảm chấp nhận những nhiệm vụ khó khăn. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, hãy giữ những suy nghĩ tích cực về tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, thủy sinh mộc, người tuổi Hợi độc thân nên hiểu rằng tình duyên không phải lúc nào cũng tới. Thế nên nếu có cơ hội trong tay thì bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt. Khi có người ngỏ ý làm quen, hãy thử cho mình cơ hội để yêu thương. Với người đã có đôi có cặp, nếu tình cảm của đôi bên đã chín muồi thì nên tính đến chuyện về chung một nhà, không nên tiếp tục chần chừ, do dự hay kéo dài mãi. Chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của nhiều người thân quen. Đáng tiếc là trên phương diện sự nghiệp có thương quan ngăn trở nên bạn khó có thể phát huy được thế mạnh của mình vì dễ bị cấp trên chèn ép. Nếu môi trường làm việc hiện tại khiến cho bạn bị kìm hãm thì bạn nên tìm hướng thay đổi công việc, không nên tiếp tục chấp nhận hiện tại nữa. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, không phát huy được năng lực của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, dễ bị cấp trên chèn ép, gây khó dễ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, nên thay đổi môi trường, hoàn cảnh làm việc. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nên tính đến chuyện tình cảm của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy thử cho mình cơ hội để được yêu thương. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là tuổi Mão hay tuổi Dần. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Thìn hay con giáp tuổi Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!